rồi thấy tình hình không xong rồi, bà này bà xách cái ghế đi cả nhà ơi. Rồi xách ghế đi rồi. À, không biết là xách ghế đi đâu đây, thấy tình hình không xong. Cho nên bà này bà xách cái ghế đi rồi, xách ghế đi. Bây giờ đi chuyển hướng. Bây giờ đi chuyển hướng chỗ nào đây? Chuyển hướng qua đâu? Chuyển hướng vô chỗ nào? Đây thì bây giờ bà tạo một cái kia bằng là một cái ôm sùm ở trước cửa để xách cái ghế đi, không biết đi đâu đây. Thì ai ở trong nhà mà đó xe tay nha, thấy không? Thấy xe tay không? Đây thì bà này bắt xe tay đó nha, xe tay để xin. Nhưng mà nhiều khi anh Khoa ở trong nhà hay sao hay thế này đâu. Thấy đứng lên để xách ghế đi rồi xe tay ra để xin. Đó thì em cũng không biết như thế nào cả nhà, thấy thì nó cũng rất là mệt mỏi cả nhà. Thì người làm của Hồng Loan cũng đang về đó, thì bà này cũng đang ở trước xe tải đứng lên xách ghế đi rồi, xách ghế đi cả nhà thấy không. Em giờ mỗi cái nhà giờ đang like ở trước mặt đây thì dưới sau giờ đứng cái bên sau lưng thì không biết làm gì đây. Đó thì bà cũng sẽ xẻ tay nữa cả nhà, đứng bên đó để xe tay tiếp tục nữa. Em cũng rất là mệt mỏi nha cả nhà, không biết phải như thế nào. Thì nhiều khi không lẽ giờ thưa cả nhà, không lẽ lớn tuổi mà mình nói này kia, bây giờ trước mặt đây thì mình cũng phải quay để mình chia sẻ mình nói thôi. Chứ bây giờ tất cả cô chú chị cũng đã hiểu cái vấn đề là bây giờ người lớn tuổi mà bây giờ đến đây như vậy thì làm sao được. Cứ canh bé trong nhà ra, cứ xè tay tiếp tục nữa, xè tay xin. Khổ thì bây giờ ai mà chẳng khổ cả nhà, khổ ai chẳng khổ đó, tiếp tục xè tay đây. Không biết nói như thế nào đây, không còn lời gì để nói nữa cả nhà. Đây thì bà này tiếp tục nha cả nhà, chỉ chỗ này chỉ chỗ kia, đi rề lại nha, rề lại gần cái cửa đây để ngó vô để xe tay xin tiền tiếp tục nha. Tại vì chắc lẽ bà này biết cho xe của anh Hải mà Hồng Loan, kiếm Hồng Loan nữa, bà này ngó vô để kiếm Hồng Loan nhưng mà không thấy Hồng Loan. Xách ghế lại đó ngồi để kiếm Hồng Loan nhưng mà không thấy Hồng Loan, thì bây giờ lại đi cả nhà, lại đi tiếp tục, không biết đi đâu đây. Xẻ tay nữa, xẻ tay xin nữa. Đây thì đi kiếm Hồng Loan nhưng mà không có Hồng Loan, thì thấy khách là xẻ tay xin. Tại vì cả nhà cũng biết là giống như hiện tại bây giờ đi, giống như là cô chú chị cứ thấy giống như những cái món hờ mà mình xin ngon xin được, giống như cái bà này đi đến mà giống như bây giờ đến mà xin được á, thì mai mốt cái ngày nào cũng đến đây xin hoài, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là khách khứa. Bây giờ thấy không, khách đến mua đồ tại nhà Hồng Loan thì bà ta ngồi trước cửa rồi bây giờ xè tay xin, thì xè tay xin tiền tiếp tục khách này cả nhà, cứ xè tay xin tiền khách thế này thế kia đó. Thì chú Chánh cũng đem tiền ra cho nha cả nhà, đem tiền ra cho đó. Thì cả nhà thấy đó, bye bye cả nhà, bà này bà đi lại đằng kia tiếp tục, tiếp tục đi lại đằng kia đó. Thì tiếp tục nha, thì tiếp tục bà này thì bây giờ tiếp tục đi, đi lang thang, bỏ ghế vô bọc nha cả nhà. Thì bà bỏ cái ghế vô bọc, bọc đen là không muốn là cho ai thấy cái ghế nha cả nhà. Bây giờ tiếp tục đi lại đằng kia để kêu bằng không biết lại quán xin như thế nào đó. Thì cả nhà thấy không đó, thì lại đi
À, muốn bỏ cái ghế vô trong cái bọc để không cho ai biết đó nha. À, không cho ai biết để bà đi dễ dàng đi xin. Đó thì chú Chánh ra cho tiền xong là mới im đó nha. Thì có một số anh em cũng cái bằng là cũng cho tiền rồi khách đến mua cả nhà. À, khách đến mua hàng thì cả nhà cũng thấy rồi. À, thì khách đến mua thì bà này cũng cái bằng là kêu bằng cũng xè tay xin tiền khách nha cả nhà. À, xè tay cũng xin tiền khách nhưng mà người ta đâu có cho cả nhà, nghĩ sao bây giờ mua thì ai mà cho nó mức độ vậy. Đây thì con chị ông Lon cũng đi học về cả nhà, cũng đi học về, con chị Lon đi học cũng đi học về cả nhà. Đây thì xong rồi đó, bé thì bây giờ đi học đây, nhà thấy không, đi học về thì cũng có người đưa đưa người rước cả nhà. À, tại vì cũng học rất là vô cái mùa học này cũng rất là nhiều quá nha. Đó thì bây giờ thì cái bà là đó, em thấy từ xa là đi tới đâu thì thấy người là xin tới đó nha cả nhà. Thì em nghĩ là chắc lẽ là sẽ ăn quen, ngày mai thì em nghĩ thế nào cũng sẽ đến cả nha, cũng sẽ đến tại nhà của ông Lon để tiếp tục trong cái thời điểm này, trong cái buổi tối để xin tiền tiếp tục nữa. Đó thì có cái gì đâu cả nhà. Bây giờ thì mình cũng quay để chia sẻ lên tất cả cô chú chị thôi. Đó chứ bây giờ trước mặt mà ở cái nhà vô thì nhớ like cho em nha. Cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký cả nhà. À, để cái video cái like nó lan tỏa nha cả nhà. Đó thì cái gì cũng vậy. Nào thì cái gì cũng vậy đó. Thì anh Hải cũng về thì ở trong nhà cũng thông tin là cũng chú Chánh đem tiền ra cho cả nhà. À, đem tiền ra cho xong rồi thì bà này bà mới im bà đi cả nhà, chứ giờ biết sao giờ cứ về hoài cũng đâu được. À, ngày mai thì em nghĩ chắc lẽ kiếm ăn ngon thì chắc lẽ là em nghĩ sẽ đến nữa, tại vì bây giờ cái hỏi em thấy ăn quay phim đó là gì vậy? Cái ăn quay phim đó là chủ gì? Thì chị Loan sẽ bán hàng thì mình quay chia sẻ luôn. Nó thì cả nhà cũng thấy, nó thì cả nhà cũng thấy rồi nha. Đó thì cả nhà cũng thấy thì chắc có lẽ là ngày mai thì sẽ đến nữa cả nhà, tại vì đến đến thì được mà, cho nên đến hoài cả nhà. Đến hoài, đến để tiếp tục. Đó thì em cũng like để chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị nha. Đó, chú Chánh nữa nha. Chú Chánh thì rất chiều thì cũng ra, tối thì cũng ra trước cửa cả nhà. Chú Chánh thì chiều tối cũng ra trước cửa để nha.